Xin chào quý vị, các bạn đã trở lại với kênh của Đúng Mũi Xe và Giá Năm. Ở clip này thì Xe và Giá Năm sẽ đi cập nhật cái bảng giá xe, chương trình khuyến mại và tất cả các thông tin xung quanh dòng xe Toyota Corolla Cross, một chiếc xe crossover B là hạng C gầm cao được nhập khẩu với chiếc Thái Lan ạ. Tôi sẽ đi tất cả các thông tin nhanh ở clip này cho quý vị các bạn. Với chương trình chào hè sôi động năm 2023, hệ thống tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc tiếp tục chương trình triển khai khuyến mại dành cho khách hàng mua chiếc xe Toyota Corolla Cross vào thời điểm tháng 4 năm 2023 này ạ. Ngay sau khi trình làng, chiếc xe Corolla Cross đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng khi sở hữu thiết kế với nhiều điểm nhấn, nội thất rộng rãi và là mẫu xe thứ hai sử dụng nền tảng khung gầm TNGA và là mẫu xe đầu tiên được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Citizen hiện đại và đặc biệt có thêm tùy chọn động cơ hybrid. Kể từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, chương trình khuyến mãi tháng 4 chào hè mua xe nhìn những ưu đãi lớn sẽ được áp dụng cho khách hàng mua chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V và 1.8G lần lượt với giá là 860 triệu và 755 triệu đồng. Theo đó, khách hàng được hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Trong đó, giá trị hỗ trợ không vượt quá 44 triệu đồng cho phiên bản 1.8V và 38 triệu đồng cho phiên bản 1.8G cho quý anh chị. Chiếc xe Toyota Corolla Cross là mẫu xe thường xuyên góp mặt trong danh xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Kết quả này có được sự tin tưởng từ khách hàng với mẫu xe này với thiết kế hiện đại, hệ thống trang bị an toàn tiện nghi hàng đầu phân khúc. Ngoài ra, đây còn là một trong những dòng xe phổ biến phổ thông đầu tiên tại Việt Nam lựa chọn thêm động cơ hybrid giúp cho giảm phát thải ra môi trường và tiết kiệm nhiên liệu, đem tới khả năng vận hành êm ái và mượt mà. Với chương trình tháng 4 chào hè này thì mua xe nhận ưu đãi lớn, những chuyến đi đồng hành cùng Corolla Cross mùa hè sôi động vào năm 2023 trở nên an toàn và mang đến sự trải nghiệm thú vị hơn bao giờ hết cho quý anh chị. Và để chi tiết đến bảng giá xe 3 phiên bản và giá lăn bánh cho quý anh chị cùng theo dõi chi tiết đây ạ. Đầu tiên, phiên bản 1.8G với mức giá niêm yết là 755 triệu đồng thưa quý anh chị. Thì lăn bánh Hà Nội nó sẽ rơi khoảng là 860 triệu. Còn lăn bánh tại Thành phố Hồ Chí Minh nó rơi khoảng là 845 triệu đồng ạ. Phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8V với mức giá niêm yết là 860 triệu. Và phiên bản thứ ba là phiên bản 1.8HV phiên bản Iris với mức giá là 955 triệu đồng. Với những ưu nhược điểm của chiếc xe Toyota Corolla Cross thì xe số 5 cũng sẽ nêu cho quý anh chị các bạn. Với hai phiên bản máy xăng và một phiên bản động cơ hybrid, với ưu điểm của nó là thiết kế nhiều điểm nhấn là một, thứ hai nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, thứ ba là chiếc xe nhập khẩu Thái Lan, các chi tiết lắp ráp chất lượng, thứ tư động cơ 1.8 lít khỏe đáp ứng đủ nhu cầu vận hành, thứ năm động cơ hybrid tăng tốc tốt và mạnh mẽ, thứ sáu là hộp số CVT vô cấp di chuyển mượt mà và êm ái, thứ bảy là nền tảng khung gầm TNGA chắc chắn và nó linh hoạt giúp góc nhìn của quý anh chị lái rất là thoáng, an toàn hơn. Tiếp theo là hệ thống an toàn hiện đại có gói an toàn Toyota Citizen. Trong gói công nghệ an toàn này sẽ bao gồm cảnh báo lệch làn, giữ làn đường, phân khoảng cách, đèn pha tự động thích ứng và kiểm soát hành trình chủ động, vân vân. Tiếp tục là tiết kiệm nhiên liệu, động cơ 1.8 của hybrid hay là ba động cơ xăng rất tiết kiệm nhiên liệu khi cửa hàng di chuyển. Với động cơ hybrid chỉ dâu khoảng 4 lít trên 1 lít đến 4 lít 3 trên 100 km và độ thanh khoản cao so với các xe trong cùng phân khúc thưa quý anh chị. Với nhược điểm là giá của chiếc xe kể cả phiên bản hybrid vẫn hơi cao so với mức trung bình. Tiếp theo đến kích thước của chiếc xe Toyota Corolla Cross. Chiếc xe này có chiều dài là 4.460mm, chiều rộng là 1.825mm và chiều cao sẽ là 1.620mm thưa quý anh chị. Chiều dài cơ sở của chiếc xe này là 2.640mm. Khoảng sáng gầm xe của Cross là 161mm. Bán kính quay đầu là 5,2m. Về phần thiết kế của ngoại thất của chiếc xe Toyota Corolla Cross, ở phần đầu xe, chiếc xe Cross 2023
rất là thu hút với lưới tản nhiệt hình thang ngược cỡ lớn, tạo hình 3D bắt mắt. Cụm đèn trước thanh mảnh kéo dài và sắc sảo. Toàn bộ cản dưới bằng nhựa đen, nhám mở rộng hầm hố. Và viền bóng phần nhựa mang đến sự cảm giác mạnh mẽ, dữ dằn và nam tính ạ. Ở phần thân xe, chiếc xe Cross 2023 cũng thiết kế phù hợp với phong cách chung của xe ở phiên bản 1.8V và 1.8HV, dùng la răng hợp kim 18 inch 5 chống kép kết hợp với bộ hộp số lốp là 225 trên 50R18. Còn phiên bản 1.8G dùng la răng mâm xe 17 inch cùng thông số lốp là 215 trên 60R17. Phần đuôi xe của Cross ấn tượng không kém với những đường nhấn nhá góc cạnh. Cụm đèn hậu mang phong cách thanh mảnh sắc sảo, tương tự đèn trước, nổi bật với dạng cối 3D có giải thanh LED hình L ngược. Cả hai đèn cũng được kết nối với nhau bằng một thanh mạ chrome bản to cho cảm giác khá cao cấp. Cần sau cũng được sử dụng nhựa đen nhám khỏe khoắn và cứng cáp. Ở Cross sẽ có 7 màu và 7 sự lựa chọn cho quý anh chị, đó là màu xám xanh, màu đen, màu nâu, màu xanh, màu bạc, màu đỏ và màu trắng ngọc trai. Quý anh chị có nhu cầu cần biết thêm thông tin, giá khuyến mại và các chương trình ưu đãi, có thể liên hệ trực tiếp vào số hotline dưới góc màn hình ạ. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị vào clip tiếp theo. Quý anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng chia sẻ để có thêm thông tin và những thông tin bổ ích hơn về những chiếc xe sắp tới ra mắt.